tôi không tội nghiệp cho ai. Và tôi ủng hộ Hồng Loan vì nó đúng hơn Hồng Phượng trong cái drama này, ở cái thời điểm này. Rồi tôi ủng hộ Ni là tại vì sao? Ni là một người đến giúp cho Hồng Loan, nhưng vô tình dẫm phải bãi những bãi cứt phân châu mà để làm cho túi chân mình, và để cho người khác vì cái sự hận thù giữa Hồng Phượng và Hồng Loan tranh tài đoạt lợi đó, mà Ni phải bị lôi cuốn vô làm một nạn nhân và tụi nó tìm cách hại Ni. Thì tôi đây là ủng hộ Ni thôi nha, tôi đây là ủng hộ Ni thôi. Còn những cái vấn đề khác bảo là tôi thương ai, tôi không, tôi không thương ai hết. Nói thẳng là tôi không thương ai, tôi cũng chả gì ai hết. Mà đó, đứng trong một cái phía cạnh, một góc độ của câu chuyện nhà ông Vũ Linh thì rõ ràng phải có kẻ đúng và người sai. Cho nên chúng ta là những người sống có cái khái niệm nhìn đời bằng cặp mắt, thì chúng ta sẽ thấy được những cái gì tốt, cái gì xấu. Mà nếu để lựa chọn bảo vệ và ủng hộ thì ở đây chúng ta phải bảo vệ những cái đúng, chứ đâu ai đi chạy theo cái sai. Mặc dù con Hồng Phượng nó hát hay hơn Hồng Loan, hay là bà Sáu diễn giỏi hơn đó bên Hồng Loan, hay là gia đình gì con không cần biết, nhưng ở góc độ nhìn vào thấy đúng và sai thì chúng ta là những người chính kiến, những người chính nghĩa, những người sống có phần tử tế, thì chúng ta phải đi ủng hộ cái đúng chứ làm sao đi ủng hộ cái sai được. Và Vương Anh đây cũng đang ủng hộ và ủng hộ Hồng Loan, và ủng hộ Ni là vì Ni giúp cho Hồng Loan mà Ni bị dướng vào những cái câu chuyện bị hại, bị tụi nó gài, bị nó làm này nọ. Cho nên là Phương Anh thấy cái chuyện này nó không phù hợp và không đúng thì mình ủng hộ thôi. Còn nói về thương thì Phương Anh không có thương ai, mà thương là thương ông Vũ Linh thật tâm thật tình, thương thương chú ấy, thương chú ấy, thương lời ca tiếng hát, thương hình ảnh, thương cách sống, thương cách chú ấy hy sinh, thương chú ấy là một người sống tử tế, một người sống giản dị, bình dân, và biết thương con, thương cháu, thương em và thương cả người dân. Cho nên từ cái chỗ đó mình thương, thương chú Vũ Linh thôi. Và muốn chú ấy ra đi mỉm cười nơi chính suối đó, không có còn bận tâm và lo lắng về gia đình nữa đó. Thám tử Cao nó có bệnh biến thái hả Phương Anh? Ai biết đâu, nó lấy bà già là nó nhắm mắt xuôi tay cho bà kia thì đâu có biết được nó có bị biến thái không. Nó dám nhắm mắt xuôi tay cho bà mặt trời mới, bà mặt trời mù hút đó mà ghim nó thì coi nó có biến thái không. Trời ơi, cái bà già đó vậy mà thằng thám tử Cao nó dám ăn luôn thì tôi cũng lại. Bởi vậy thì á, bởi vì những gì mà Phương Anh thấy á, nó nguy hiểm cho Ni thì mình á, ủng hộ ở bên ngoài tinh thần, đúng không? Mình nói được cái gì mình nói, mình làm được cái gì là mình làm đó. Trời đất ơi, tôi thấy ông Vũ Linh chết em qua nên giờ mới ra như vậy đó, thì cũng do coi lòng tham mấy anh chị, lòng tham xuất phát từ cái điểm, cái đỉnh điểm, đúng không? Là từ cái mà tham lam, tham lam. Nếu con người không có sự tham lam đó, họ coi nhẹ vật chất, coi nhẹ cái danh vọng thì họ không cần đâu mấy anh chị. Đức Phật mà Thích Ca mà còn bỏ vợ bỏ con, bỏ tiền tài vật chất ngôi vị để đi tu, chọn một con đường tu, thì mấy anh chị nghĩ đi, họ là người phàm mắt thịt, họ đâu có được giống như đạo đức nha của đó Đức Phật đâu. Đó, một cái con người mà tham của người khác, muốn nhìn ngó của thiên hạ, vì quá tham nó mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Bây giờ những cái đứa mà ở Việt Nam tuổi trẻ vài chục tỷ nó kiếm một nốt nhạc luôn, với cái tài năng vốn dĩ vốn có và sự yêu thương của cộng đồng mạng và nhiều người ủng hộ, thì vài chục tỷ nó buôn bán, nó làm ăn trong một nốt nhạc. Họ đâu cần của ai, đâu cần tranh chấp đấu tố và giành giật của ai đâu.
họ thích sống một đời sống, một cuộc sống nó bình yên, không hận thù, không gây gổ, không đem những cái phiền phức vô đời sống của họ. Họ chọn một cái con đường rất là bình dị, hòa vào cái sự yêu thương, hòa vào trong cái lòng của mọi người để đặt một cái vị trí được yêu thương trong đó. Khi mà mấy anh chị mà được yêu thương rồi, cái gì cũng có hết. Còn những người mà làm cho người ta ghét rồi á, có cái có, cái không, nhiều khi còn không có gì nữa. Nhưng vì những bà Sáu với con Hậu Phượng cạn nông nổi, cạn thiếu sót cái suy nghĩ, thiếu sót cái suy nghĩ. Cỡ như con Hồng Phượng, tôi nói với mấy anh chị, nếu nó mà được lòng khán giả, nó biết điều, biết sống, nhiều người giang tay ra giúp đỡ cho nó. Trong một nốt nhạc thôi, với lời ca tiếng hát của nó, lấy một thanh phận, một cái danh phận là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh, là bảo đảm với anh chị trong vài năm nó có thể tiến xa, vừa buôn bán hàng, vừa đi ca, đi hát, vừa có show chậu, nó phất lên và cái tài sản nó có gấp 3-4 lần mà những gì ông Vũ Linh để lại. Với cái nghề của nó và cộng luôn thằng chồng đó, và với cái sự dài dặn tuổi đời và tuổi nghề của bà Sáu mà phối hợp với nó nha, đó là tôi nói với mấy anh chị là cái tài sản mà nó có sự yêu thương ủng hộ, bởi vì người ta chắc chắn một điều là người ta sẽ ủng hộ nó, bởi vì ông Vũ Linh bây giờ nó đi hát rồi, nó cần khán giả, nó đi làm nghề nó cũng cần khán giả. Nhưng nó lên trên mạng xã hội, nó làm cái vụ này bây giờ thì khán giả có ai dành tình thương cho nó? Và khi mà nó lấy khán giả, nó lấy được bao nhiêu lòng thương của khán giả? Nó lấy được bao nhiêu tình thương của khán giả? Mà trong những cái khán giả yêu thương nó, bây giờ có ai đủ khả năng để giúp đỡ nó và ủng hộ cho nó và đẩy nó lên được hay không? Được bao nhiêu show diễn? Cái đó là cái dở mà nó thiếu suy nghĩ, thiếu. Tại vì nó cứ đâm đầu vô những cái đứa ngu, những cái thành phần ngu, lâu dốt bệnh khó đào tạo, làm quân sư cho nó, dẫn dắt nó, đó, nhét vô trong não nó những cái suy nghĩ rất là ấu chỉ và ngu xuẩn nhất. Nếu nó là một người bình thường giống như các cô, các chú, anh chị, hoặc là tôi, hoặc các em thì không nói. Còn nó là một người ca sĩ, nghệ sĩ thì nó cần cái gì? Nó cần sự ủng hộ và tình thương của khán giả để cho nó làm nghề, để có người ủng hộ. Và trong cái sự yêu thương ủng hộ đó thì nó còn dựa vào đó là chú Vũ Linh là một người cháu, một người cậu của nó. Cho nên á, mấy anh chị phải cần hiểu, đừng dạy cho nó làm những cái điều hư. Một người mà muốn đi làm nghề, muốn duy trì cái sự nghiệp mình bằng cái nghề ca hát, mà mình dám đi lên đó đối chọi lại với khán giả, mình dám đi ngược gió, ngược dòng với khán giả, thì làm sao mình được ủng hộ được? Bây giờ chỉ có một điều là mày chọn khán giả, mày chọn nghề ca hát, hay là mày chọn tranh giành tiền tài với Hồng Loan, tranh giành tiền tài với Hồng Loan. Ở đời không có cái gì mà nó được tất cả đâu ha. Phải có sự lựa chọn một trong hai thôi, mà mình thấy cái nào nó quan trọng hơn, cái gì nó quan trọng hơn thì mình chọn cái đó. Thì bây giờ nếu mà mày chọn tranh giành tài sản đấu tố với Học Lo, một mất một con, thì mày bắt buộc mày phải chịu mất tiêu tan sự nghiệp và chịu mất đi cái danh dự của một người nghệ sĩ và ca sĩ, và mất đi khán giả. Đó là một cái chuyện rất là đơn giản và bình thường, mà nó khôn lắm. Nó đâu có đứng ra nó tố tụng, nó tố giác Hồng Loan, hay là nó giành giật với Hồng Loan đâu mà nó đi tù. Mà cái người đó mà đứng ra là mẹ của nó lấy họ võ chứ.
nó chơi với cái đám họ Lê, đúng không? Nó để cho mẹ già của nó là họ Võ để chơi với họ Võ là Hồng Loan, còn nó là họ Lê thì nó chơi với Lê Tím, Phương Lê, con heo tay, rồi với heo tay xanh, rồi nó tìm họ Lê nó chơi, chứ nó đâu có gì nó chơi với họ Võ vì nó khác họ mà. Con của Lê Tùng Vân nữa. Ừ, trời đất ơi, ba họ Nguyễn, mẹ họ Võ, con họ Lê, phức tạp quá mà hả. Bởi vì bây giờ mấy anh chị nghĩ đi, bây giờ nó đâu có, bây giờ nó đâu có quan tâm, bây giờ cái đường nó lựa chọn rồi, nó đã lựa chọn đó là một con đường là phải một mất một còn với Hồng Loan và tranh giành cái địa vị đó và cái tài sản đó nha. Phải chia cho bằng được và có cho bằng được, phải đồng sở hữu, mà nhất định là phải đồng sở hữu nó mới chịu. Ông Vũ Linh, ông để lại cho mày một cái tài sản rất lớn mà mày không biết nhận, mày không biết lấy. Đó là một lượng khán giả. Và ông để lại cho mày một cái nghề, một cái sự nghiệp mà mày không biết giữ. Cái nghề đó mới làm cho con người ta có ăn hoài, còn tiền tài vật chất á nha, đó thì á nó không có tồn tại lâu. Ông Vũ Linh, ông để lại cho mày một cái tài sản rất to lớn bự mà mày không biết, đó là cái danh dự của ổng nha, và mày đi theo nối nghiệp của ổng, cái nghề của ổng và một số khán giả nha, khán giả yêu thương ổng thì sẽ ủng hộ mày. Vì chắc chắn một điều là mày sẽ hát hay hơn Hồng Loan. Nếu để chọn nghe ca hát và để ủng hộ thì người ta chắc chắn ta sẽ ủng hộ mày, chứ làm sao tao ủng hộ Hồng Loan được. Nhưng mày thiếu khôn khéo, mày thiếu sự hiểu biết, vì lòng mày quá tham, tư tưởng của mày bị nhồi nhét vào bởi vì cái sự sân si, ích kỷ và tham lam, cho nên mày mới không suy nghĩ được nhá. Đó, không đi đúng được, bị lạc hướng, lạc đường đó con. Đó là sự thật. Mày ngu, người ta gọi là ngu, ngu mày lì, ngu mà tỏ ra nguy hiểm, ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Nó nghĩ là cái tài sản đó mới là quan trọng, tiền tài vật chất đó mới là quan trọng, phải đi đấu tố giành giật đồng sở hữu cho bằng được. Và đi nghe theo cái đám ngu xuẩn ở bên Việt Nam. Rồi bây giờ tăng đàn sẽ nghe, nghe theo lời những người đó chỉ dạy, cuối cùng rồi những người đó xúi dục nó đi theo những con đường bậy bạ. Từ đầu tôi đến tôi ủng hộ nó và tôi phiên nó rất là nhiều, và tôi dắt nó đi đúng đường luôn anh chị. Nhưng tại vì á, nó nghe theo cái đám kia tấn công tôi, cho nó đi nít ảo tấn công tôi, rồi cho nguyên một cái nhóm kia tấn công tôi, rồi ngậm cái mồm thối. Ở đời nó phải có cái sự cân đối, ăn động chia đủ. Chú Vũ Linh biết con Hồng Loan nó không có cái nghề nào để nuôi con được. Tài sản nó trả nợ cho mẹ mày hết rồi, để giữ lại cái mạng cho mẹ mày với ông Bảy, mà chú ấy đã mất bao nhiêu căn nhà và tiền của. Nếu mà tiền của nhà cửa chú ấy còn ăn sung mặc sướng, liệu thì chú ấy có mang tâm bệnh mà chết sớm như vậy hay không? Và cái mạng của chú ấy vì mang tâm bệnh, bởi vì em út con cháu trong gia đình, mà chú ấy phải đổi cái mạng của chú ấy chết sớm cho những đứa em được sống. Vậy thì chú ấy biết Hồng Loan không có nghề, không hát được, không ca hát được. Nếu Hồng Loan ca được, hát được, theo nghề được, nói nghiệp được là chú ấy đã đào tạo và dạy dỗ và đưa nó vào nghề từ lúc nhỏ rồi. Tại sao những người bên ngoài chú ấy hát, chia sẻ và dẫn dắt
và giúp đỡ cho làm nghề. Mà tại sao con Hồng Loan chú ấy không làm được? Vì chú ấy đã nhìn vô Hồng Loan không thể nào làm được. Thì bởi vì chú ấy mới để cái tài sản lại cho con Hồng Loan. Con mày, mày đi ca được, đi hát được, đi kiếm ăn được. Chú ấy trông chờ vào mày, yêu thương mày. Là chú ấy đã gửi tặng lại, để lại cho mày một tài sản rất là to lớn. Và một cái kho báu của chú ấy. Mày cứ nghĩ tiền tài của chú ấy là vật chất, của chú ấy là kho báu, là tài sản. Không, cái tài sản kho báu lớn nhất của chú ấy để lại đó mày. Rồi mày không biết hưởng. Là